Xin chào tất cả anh chị. Video này tôi sẽ quay lại toàn cảnh sát khuẩn cho chuồng trại cấy hương và bất cứ chuồng trại nào cũng cần áp dụng cái quy trình sát khuẩn chuồng trại anh chị em nhé. Sát khuẩn là một biện pháp là phòng chống dịch bệnh và những con virus gây hại. Cái yếu tố này chúng ta nên làm thường xuyên và làm đúng, làm đủ và làm đều để nó có tác dụng là không những là diệt những cái con virus sinh ra trong quá trình từ chất thải của con vật và sát khuẩn những cái mầm bệnh từ môi trường bên ngoài mang lại cho trang trại của mình. Thì cái vấn đề này không những áp dụng ở trang trại cấy hương mà các trang trại khác, ví dụ như trang trại lợn hay trang trại gà cũng đều phải áp dụng những cái quy trình này, nhất là trang trại lợn và những trang trại lớn thì áp dụng rất tốt. Nếu như mà các bạn muốn đến thăm cái trang trại của một đơn vị nào đó thì cũng phải cách ly và sát khuẩn thì mới được vào thăm quan trại nhé. Vì người ta sẽ tránh những cái nguồn lây bệnh bên ngoài và những nguồn gọi là tiếp xúc lây bệnh trung gian đến cái con vật của mình. Thì cái dung dịch sát khuẩn thì tôi dùng cái dung dịch chloramin B là chuyên sát khuẩn cho chuồng trại, và cái thuốc tím thì để dùng cho sát khuẩn cho trang trại của mình. Thì cái hương nó cũng không khác gì những con vật khác, nó cũng có cái nguồn lây bệnh khác nhau từ những môi trường bên ngoài mang đến, từ những con vật trung gian, từ người trung gian. Ví dụ như con vật trung gian thì có thể từ con chuột, con ruồi muỗi xung quanh cũng có thể mang đến những cái nguồn lây bệnh, hoặc là những con virus do từ con cấy hương nó sinh ra, virus không có lợi từ con cấy hương sinh ra, thì chúng ta cũng nên áp dụng cái quy trình sát khuẩn này thường xuyên để tránh cái trường hợp mang đến những cái rủi ro không đáng có cho trang trại của mình. Lịch sát khuẩn thì sẽ tiến hành là cứ 1 tuần một lần, sau khi đã vệ sinh phân và nước tiểu thoát ra hàng ngày, và khi chờ một thời gian một khoảng thời gian khoảng độ 1 tiếng, khi đã khô thì sẽ tiến hành sát khuẩn cho tất cả các khu vực chuồng trại. Đây là cô đang giúp mình sát khuẩn khu vực chuồng baby. Đầu video là chuồng của cái, chuồng cái, đây là chuồng của baby. Mình sẽ sát khuẩn toàn bộ như thế này theo cái sát khuẩn cả về chuồng và sát khuẩn cả máng ăn và cả lên con vật luôn. Cái thuốc sát khuẩn này thì nó không có hại gì so với con vật, và kể cả phun vào cả người thì cũng không có cái ảnh hưởng gì đến con vật cả. Khi mà nó liếm hoặc là nó nuốt vào trong trong người thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đến con vật. Thì sát khuẩn như thế này thì nó sẽ có cái tác dụng rất tốt là đảm bảo là an toàn về cái vệ sinh chuồng trại và hạn chế được cái việc là lây nhiễm hoặc là phát bệnh từ các con virus lây sang cái con vật của mình. Cấy hương là một con giá trị rất là cao, và anh chị em cũng không nên hạn chế cái việc sát khuẩn này. Tại sao tôi lại áp dụng cái việc sát khuẩn này liên tục như vậy? Vì trước đó thì tôi cũng đã nuôi, và cũng đã trong quá trình nuôi cũng đã gặp rất nhiều vấn đề từ những cái dịch bệnh mang đến, không những từ những con vật mới hay là từ những cái con vật trung gian lây nhiễm sang. Cho nên là quá trình này tôi đã rút kinh nghiệm qua nhiều năm chăm sóc nuôi dưỡng, và tôi đã rút ra một kinh nghiệm và sẽ tiến hành sát khuẩn ít nhất là 1 tuần một lần đối với chuồng trại của mình, thì để đảm bảo những cái yếu tố gọi là không lây nhiễm hoặc là không phát bệnh cho chuồng trại của mình. Cái nguồn lây bệnh thì chúng ta không nhìn thấy, có thể rất nhiều nguồn, có thể từ bên ngoài do các con vật trung gian, và có thể là do người mình đi lại tiếp xúc với những con vật khác. Cái hương này thì nó có các bệnh giống như bệnh của con chó, con mèo, con gà đều là những nguồn lây bệnh, hoặc là kể cả là bệnh tả của lợn. Đấy, rất nhiều loại bệnh có thể mang đến cho trang trại của mình, nên cái việc áp dụng việc sát khuẩn như thế này thì rất quan trọng. Khi sát khuẩn thì những con muỗi, con ruồi hoặc là những con vật khác thì nó sẽ hạn chế
kể cả con muỗi nó cũng hạn chế đi rất nhiều. Nó sẽ tránh cái trường hợp là lây nhiễm, và tránh cho trường hợp ấy có cái con muỗi nó sẽ đốt những con gáy hương của mình. Đây là khu vực trùng đực, đây là những con đực chiến ở trang trại của mình. Thì quy trình sát khuẩn thì cô sẽ sát khuẩn từ dưới lên trên, và sát khuẩn từ trên xuống dưới và đến cửa, làm sao cho thật kỹ và cố gắng làm sao phun vào được người của những con vật, những con cái hương mình đang nuôi. Sát khuẩn như thế này thì nó sẽ giảm bớt những cái mùi trong quá trình nuôi, vì cái hương nó vốn là động vật ăn thịt, cho nên là cái phân và nước tiểu khi thải ra nó cũng có mùi khá là nặng mùi, nên là sau khi đã vệ sinh và sát khuẩn này thì cái mùi nó cũng sẽ đỡ đi rất nhiều. Và cái việc quan trọng nhất là khi sát khuẩn như này xong thì cũng yên tâm là nó sẽ giảm đi khá nhiều những cái nguồn lây bệnh từ những con virus mà không có lợi và mang đến cho cái con cái hương của mình. Đối với chăn nuôi thì việc quan trọng nhất là việc mình áp dụng đúng những cái quy trình, làm sao cho nó đúng để hạn chế gặp những cái việc rủi ro đến với trang trại của mình. Đối với vấn đề con giống thì video trước mình cũng đã nói, khi nhập hàng mới về thì mình hãy cách ly và hãy tiêm phòng đầy đủ để không mang từ những nguồn bệnh từ ngoài mang vào, áp dụng đủ những cái quy trình tiêm phòng và cách ly. Đối với mình thì mình làm cẩn thận, mình làm sẽ đối với con mới mình sẽ làm thời gian cách ly khoảng độ 3 tháng mình mới cho nhập trại. Mùa đầu cái những đợt đầu mình nuôi thì khi mình thiếu đực cũng là nguyên nhân là nhập cái nhiều quá. Thế đến lúc mà đực thì mua về nó lại không phối được, cho nên là mình cũng bị thiếu đực, cho nên là mình cũng phải nhập thêm các con đực chiến của một số anh em trong hội chăn nuôi. Thì khi mang về trong quá trình cái nó đang lên giống rồi mà đực thì lại ở khu cách ly, mà mình cũng phải chấp nhận là mình bỏ giai đoạn đó, mình không thể nào mà vội vàng vì vấn đề là cái lên giống mà thiếu đực mà mình vội vàng mình cho vào ngay trại thì cái đấy là rất nguy hiểm. Mình làm vội như thế thì nguy cơ mà chẳng may cái con đực đó mà nó có nguồn lây bệnh vào thì nguy cơ gây bệnh cho trang trại của mình là điều khó có thể tránh khỏi. Cái vấn đề là ngoài cái dịch bệnh lây từ ngoài vào thì vấn đề con người cũng vậy. Vấn đề lây trung gian từ con người thì khi mình đi ra ngoài khu vực trại thì mình cũng hạn chế tiếp xúc với những con chó, con mèo, con gà, hoặc mà hay đi lại những cái khu vực mà trang trại khác và những con vật khác có nguồn lây bệnh, hạn chế mức tối đa. Và khi vào tham quan trại thì cũng phải sát trùng đầy đủ thì để hạn chế những cái nguồn lây bệnh từ người mang vào trang trại của mình. Nuôi cấy hương thì cái vấn đề mà anh em muốn tham quan trại thì cái vấn đề này là cũng không nên, anh em nhé, không nên và cho người lạ vào tham quan trại, vì cái bệnh tật thì mình không thể nào nhìn thấy, mà khi mà nó đã lây vào trang trại của mình thì cái vấn đề là điều trị nó rất là vất vả, mà không biết là nó có lây những cái bệnh mà nó có thể điều trị được không. Ví dụ như lây những cái bệnh mà do virus thì bó tay, rất khó để điều trị. Thì đấy là cái vấn đề là sát khuẩn cho người. Thì trước ở đầu cửa trang trại của mình thì bao giờ mình cũng để cái bình sát khuẩn và để những cái xô nước có cái thuốc sát khuẩn, để khi mà mỗi một lần là buổi sáng cô giúp việc sang dọn rửa hay là cho ăn thì cũng đều phải áp dụng quy trình sát khuẩn cho người, sau đó là mới tiến hành vào làm công việc của mình. Đối với những con vật ở trong trang trại thì mình cũng tiêu diệt hết những con động vật trung gian, ví dụ chuột. Chuột thì mình cũng sẽ phải là dùng cách mà đánh bẫy hoặc là đánh bả. Và những cái con vật trung gian khác, ví dụ như ruồi, muỗi thì mình cũng phải đánh thuốc để cho nó tiêu diệt hết những con vật đấy, để tránh trường hợp là lây qua cái con vật trung gian. Thì cái vấn đề này thì anh chị em có nên làm hay không thì mình cũng
Có một lời khuyên cho anh em là người đang nuôi và người chuẩn bị nuôi thì cũng nên hiểu về cái vấn đề này. Cái vấn đề này nó rất quan trọng. Mình không nên tiếc cái công mình bỏ ra để mình làm những công việc này. Vì mình thấy những cái công việc này nó rất là quan trọng, bắt buộc, gần như là một cái việc bắt buộc anh em phải làm thì mới có được cái thành công từ nuôi cái con vật này. Và cái vấn đề nữa là mình có nên tiếc cái thuốc tiền tiếc cái tiền thuốc để mua cái thuốc sát khuẩn này không? Cái thuốc này tương đối là cũng là đắt chứ cũng không phải là rẻ. Thuốc rất là đắt, mình mua thuốc xịn rất là đắt về để phục vụ cho cái việc mà sát khuẩn này. Nếu như mình không áp dụng đúng cái việc này thì cái rủi ro đến, thì đến lúc đấy thì mình sẽ không biết là rủi ro nó đến đâu. Vậy nên là mình chấp nhận là cái việc là mình bắt buộc phải dùng thuốc tốt, và dùng có tốn kém bao nhiêu thì mình cũng phải làm một tuần 2 lần. Anh em nên áp dụng vào những cái ngày mà thời tiết nó nắng ấm, có nắng, chứ không áp dụng vào những ngày lạnh. Ngày lạnh thì khi ở cái thời tiết miền Bắc, nếu mà sát khuẩn vào cái thời tiết lạnh thì con cái hương nó sẽ sinh ra là cảm lạnh và sinh ra ốm, thì mình cũng sẽ rất vất vả trong quá trình là chăn nuôi. Như vậy anh chị em sẽ áp dụng vào những cái ngày mà có nắng ấm. Đấy, sau khi đã vệ sinh chuồng trại sạch sẽ xong thì chúng ta sẽ tiến hành là cái việc sát khuẩn như thế này. Thì cái thuốc sát khuẩn này thì anh chị em nên mua những cái dòng thuốc khác nhau và thay đổi liên tục. Ví dụ như là tuần này chúng ta dùng cái thuốc là Clomin B thì tuần sau chúng ta lại dùng cái thuốc khác, vì con vi khuẩn cũng có một số anh em là chia sẻ cho mình những cái kinh nghiệm là nếu như mình dùng quá nhiều một loại thì cái con vi khuẩn đấy nó cũng nhờn thuốc, nó cũng sẽ vẫn phát triển. Thì vậy thôi, mình cũng tin tưởng anh em, mình cũng thay đổi thuốc liên tục hoặc là mình trộn những cái thuốc đấy với nhau để mình sát khuẩn cho chuồng trại của mình. Đây là cái chuồng ba khu chuồng chuồng cầy mốc, mình cũng nuôi thử nghiệm là 20 con cầy mốc. Cầy mốc này thì nó phát triển rất là nhanh lớn, phát triển tốt hơn là cầy hương, nhưng mà cái giá trị kinh tế của nó thì không bằng cầy hương. Cầy mốc bán thương phẩm thì nó khoảng độ 1 triệu 7 một cân, còn cầy hương thì nó khoảng độ 2 triệu rưỡi. Giá cầy mốc thì một đôi cặp cầy mốc thì nó khoảng tầm độ 20 triệu một cặp, hàng khoảng độ 1,5 cân đến 2 cân trên thị trường. Thì trước đó thì trong cái lúc mùa dịch thì mình cũng nuôi thử nghiệm, vì mình thấy là một số anh em nuôi rất là thành công ở cái thị trường cầy mốc này, và mình cũng nuôi thử nghiệm. Thế nhưng mà cũng chưa sinh sản được đứa nào, vì là mình mua từ lúc nó 2 tháng đến bây giờ thì nó cũng mới hơn được 1 năm, chưa chưa sinh sản được. Còn cái hương thì mình sinh sản được rất nhiều rồi, và rất nhiều xuất đi được rất là nhiều rồi. Ở đây là cái chuồng cuối cùng của chuồng cầy mốc, thì cũng đang áp dụng sát khuẩn. Còn cầy mốc này nó ăn rất khỏe và thải cái phân ra rất nhiều. Chuồng trại của nó thì có vẻ là nó không giữ gìn vệ sinh được như bọn cầy hương. Cầy mốc này thì mình thấy là nó ở bẩn hơn bọn cầy hương. Thì càng ở bẩn thì mình lại càng phải vệ sinh chuồng trại thật kỹ để cho nó tránh được cái nguồn phát bệnh từ chính trong trang trại của mình. Có một cái lưu ý cho anh em là anh em nên áp dụng cái việc này thường xuyên. Cái việc này khi phun vào cho con vật thì nó không có hại gì cả. Mình nên làm thường xuyên, có thể là một tuần một lần là cái mức tối thiểu. Anh em nên áp dụng đúng để việc chăn nuôi của mình được tốt và hiệu quả. Chúc anh chị em chăn nuôi thành công.